Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn. Noel cũng còn mấy ngày nữa là sắp tới Noel rồi cả nhà. Thì hôm nay Phương sẽ đi review cho cả nhà mình xem là ở quê Phương người ta đón Noel như thế nào, và trong trong các cái nhà thờ ở Phương có những hang đá cha trang trí như thế nào. Thì mời cả nhà theo Phương nha. Thì thôi,
dẫn cả nhà theo Phương review những cái khung cảnh nhà thờ ở quê Phương như thế nào, có giống như chỗ cả nhà hay không. Phương cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này. Nếu mà cả nhà yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của Phương nha. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh an lành. Xin chào.